bạn có thấy cái bông mà cái cây mà cái trắng trắng mà nó li trên xe liên tục không? Cái cây đó là cái cây mà trầm trà Ấn Độ á, là cái cây mà người ta chiết xuất cái bông, cái trái, cái dầu của nó để người ta làm cái thuốc melafit, bimafit á. Không, cây trầm trà là bimafit, còn cây tràm mà hoa trắng như thế này là melafit. Hai cái loại nó khác nhau nhưng mà nó đều xuất xứ tại Ấn Độ, chứ nó không phải là những cái cây tràm mà nó ở nước mình đâu nha, Việt Nam nha. Thì đây là cái núi Linh Thú, là núi mà gắn liền với rất nhiều bài kinh Đức Phật đã thuyết pháp ở đây. Các bạn nhìn thấy không, dân cư ở đây nói chung là rất là nghèo, họ rất là khó khăn. Nó Ấn Độ phân hóa giàu nghèo rất là nhiều. Những cây hoa, những cây tràm Ấn Độ hoa trắng này, nó nở bông rất là đẹp luôn. Xe đi rất là nhanh cho nên là nó liên tục, các bạn cứ nhìn thấy những cây bông trắng trắng trong suốt cái đoạn đường ấy. Qua đây thì chủ yếu mình đi hành hương, mình đi kiếm phước, nhưng mà cũng có được một cái clip liên hệ tới cái cảnh của mình. Đó là cái cây, đó là cái loại thuốc mà mình hay dùng, đó là cái loại mà melafit. Rồi zoom đó, mình zoom rồi thì các bạn sẽ thấy những cái cây bông trắng này. Vì chạy xe mà chạy xe chạy nhanh quá. Đó là cái ngọn núi Linh Thú. Nhiệt độ hiện tại bây giờ đang là 5:30, thì nhiệt độ hiện tại đang là khoảng 24 độ. Buổi sáng thì nó có 13, 14 độ, rất là lạnh. Mình đi là đi vào tháng thời điểm này, nó đã là tháng 3 rồi, nó còn lạnh, mà nó còn lạnh như vậy á.